việc này thì Yến không có làm hàng ngày lắm. Đấy thế ạ? Lâu lâu ra Hà Nội thì mới đứng một lần thôi. Nhưng mà chắc là vẫn không quên được về. Ở đây thì bán cái gì nhỉ? Mấy cái Hải Phòng nè, hamburger thịt bò nè. Trời ơi, buổi sáng á, có cái ngày mà Yến đi ra đây xong rồi đứng bán bánh từ buổi sáng, cứ 7 buổi sáng cho mình mà nhanh tay nhanh tóc. Nguyên cái đường này nó tắc luôn, tắc đi tắc luôn. Đi à? Không, mỗi đứa cầm mấy chiếc ăn. Dạ không, con đi bây giờ. Con cho thêm một đứa cái, hai cái cho tôi cầm nữa. Ai ăn ớt? Ai ăn ớt? Ăn ớt, rồi có ăn ớt hai cái ăn ớt. Dạ không, ăn ớt. Ăn cà không? Dạ, dạ ăn. Ăn, rồi thế đây, đây, đây lấy thì có mỗi người tư dụng 2-3 cái. Quá đi mẹ, đến trả tiền. Tôi không phải trả tiền mà. Úi dồi, để đi mẹ hàng bà giàu lắm luôn. Rồi, 5, 10, 2, 4, 10, quán 10. Chứ con đi mấy cái hả bà? Mấy cái có ớt mà. Chứ con cho tôi. Ừ, không, ớt xương gà. Xương dạ, gà. Ăn ớt cay hơi hơi thôi. Dạ, dạ. Cho hết ớt.
tôi hỏi ý kiến một số người, sao đường này giống đường này á? Gõ. Ôi đi không thấy được Hà Nội. Đẹp quá mọi người. Trời ơi, này nhiều cây không đó, thấy chưa? Đây là phố Trần Phú nha mọi người. Nhà Thu Anh ở trên phố cổ nên bây giờ mình đã bắt đầu được đi đến phố cổ rồi đây. À, xa xa kia là cột cờ Hà Nội. Mùa đông thì lạnh lắm nhá. Lạnh kêu nữa. Trời ơi. Đấy. Phụ chủ tịch ở trong này. Đó. Em chỉ cần đi thẳng ở đường kia là rẽ sang bên này là mình sẽ tới Lăng Bác. Sẽ đi đón cha Min à? Đói em! Quay! Để đây, đi bộ xuống. Trời ơi, đây đây! Con đang mải nói à! Mọi người chờ tí nhá! Lên đây! Đây đây, đấy thấy chưa? Hôn như con cún là khẩu trang triệt khuẩn triệt bụi của Yến ấy. Đúng rồi không? Ở ngoài kia có nữa mà. Đúng rồi, nằm luôn nè. Ôi, đừng có liếm nha, đừng có liếm nha. Yêu không yêu không? Đấy. Chó của con Thu Anh mà tại sao nó yêu mình thế nhở? Yêu mày một lúc thôi. Tại vì Hà Nội bây giờ đang bụi quá nên là bọn mình phải gọi là giữ gìn vệ sinh thân thể. Cuộc phiêu lưu của chúng tôi xin được phép bắt đầu. Ngồi cho chắc nha. Bọn tôi lại một lần nữa trên con xe bon bon. Đi con đó. Nghĩ giả vờ như vậy. Chả lẽ bọn mình lại phải đi xích lô. Đi taxi á. Thôi này nó dân dã mày ơi, lâu lâu kiểu mình gọi là gì nhỉ, nóng tình anh em chí con cho là romantic nó mà có mà rồ. Đây 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 đúng tức là xem vào chợ ấy, đi thử xem nhá. Tại rất là lâu rồi tao không ra đây ăn, tao không biết chỗ này còn không. Ê à gì à, cao lên xíu. Đây đây đây. Đúng rồi, tao phải mấy tao đang ở đây mà. Đây vào trong. Cái hàng ở trong luôn. Yeah. Cuối cùng là hàng này vẫn còn mọi người ơi. À, ở đây có cả bánh bột lọc nữa kìa. Để xem bên này này. Ừ. Rất là giỏi luôn ý. Chị ơi, có cái menu không nhỉ? Còn bánh giò, còn chè, còn cháo, còn bánh mì, bánh giò, cháo, chè, một lòng ăn gì đó. Có cái đấy rồi. Có lấy một cái như bình thường, thêm nhiều hạt trắng. Chị ơi, một cái bánh bột lọc 40 cho cái này. Bát này nhiều chân sâu rồi. Rồi, cảm ơn. Đây.
đây. Mọi người có thể nhìn thấy ở trong này có rất là nhiều thứ luôn. Nói chung là Yến không biết là nó có cái thứ gì, nhưng mà có cái thứ ngon nhất chính là cái thứ này. Úi giời ơi, chân trâu mà ở trong hình như nó có cả, nó có cái vị thứ chuối hay là cái gì ý. Nói chung là rất là ngon. Ăn thử đi thì biết. Cái này cũng là cam đây. Úi giời ơi, không thể chờ được. Ai ơi, tuổi thôi chàng cười. Nói rồi, nói rồi. Từ này, để thái. Đây là thái. Thái có tí sâu. Có sâu riêng. Mít. À, đây, bỏ lùi cái rau ra cho mình. Đây chính là đĩa nem chua. Nem chua rán Hà Nội nha các bạn. Nem chua rán Hà Nội. Nhưng mà tưởng nhưng... không chuẩn Hà Nội. Ừ, nếu mà muốn chuẩn Hà Nội thì chúng ta cần phải để một số nữa. Ở đây thì rất là ngon về bánh flan. Caramel thập cẩm. Ra đây mình dùng từ bánh flan. Caramel thập cẩm nè, bánh bột lọc nè, ngon lắm. Bánh sò. Bánh bột lọc. Món rất là ngon mà mình giò. Nó sẽ ăn nốt rồi chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Bây giờ bọn mình sẽ đi phố đi bộ. Phố đi bộ. Xin lỗi, hiện ta nói thành phố đi bộ Nguyễn Huệ. Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây là cái đoạn mà mọi người hay kiểu ấy đấy. Hay quay clip dance cover. Wow, trên kia đang có cái gì kìa? Hôm nay có lễ hội gì cả. Rất là đông nha mọi người. Ngày xưa mấy cái kiểu này là ao ước của tao. Chứ không phải là của cả hai đứa mình à. Có bao giờ được chơi đâu, là mình có tiền mà chơi. Bây giờ lớn quá nên chơi được. Đúng rồi. Lấy gió. Tôi muốn tô nào? Tô nào? Tôi mòn không? Con này hả? Ừ. Nhìn nó hơi bị kiểu tét nó nhỏ. Tôi hơi khó hả? Mặt mày ấy, cái đoạn mà ngồi
trên chỗ có miếng nước hồ Tây chẳng định ý. Rồi hát chớp 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 rồi em hỏi là bây giờ này có tập ngày xưa mày còn không mở được mắt lúc mà quay dưới mặt trời. Ok mọi người ơi, chúng ta sẽ đến với gọi là chiếc cất tử. Đẹp không? 10.000 một lần không? Ngày xưa chỉ có 1.000 thôi mọi người. 3.000 đến 5.000. Chúng ta 3.000 á? Đấy à? Ok. Thân thành được đón tiếp quý khách. Chính là cái câu này. Được đón tiếp quý khách. Rất thân thành được đón. Hãy đứng vững. 45.9 kg, tầm cao 165.5 cm. Đính chính luôn rồi mẹ, 160 này không được nhá. Thân thể đính đề nghị ăn bồi dưỡng thêm. Trời ơi, cuối cùng tôi đã đính chính được rồi cái vlog này nhá. Hãy để cái title là gì? Hoàng Yến Chibi thực sự 1m60 nha. 7.5. Bây giờ làm sao? 7.5 luôn nhá. Bây giờ làm sao mà để đổi được trên Wikipedia bây giờ? Trên báo lúc nào là 1m55 hết mọi người ơi. Mà bán bài không? Lúc đầu ta cũng kiểu sợ lên này, ta sẽ kiểu 1m59 đi. Kiểu sợ bị lùn đi, anh ở cao lên 0.5cm mọi người ơi, cao được 0.5cm. Hello, xin chào tất cả mọi người. Cuối cùng thì chúng ta đã quay trở lại vào buổi tối. Hôm nay thì chúng ta sẽ ăn lẩu với tôm. Quán này thì mới mở thôi nhưng mà nói chung là tại vì quán của anh trai nên ra tới đây quảng cáo dùng. Let's go. Hôm nay chúng ta sẽ có cái rượu táo mèo vì tức là
few moments later. Để đợi hát đi. Lại thấy tao nữa. Ôi giời, mẹ mình xuất hiện trên truyền hình rất là nhiều luôn. Ôi giời, mẹ mình xuất hiện trên truyền hình rất là nhiều luôn. Thiếu nhi của nhà văn hóa của mình. Hai sai rồi, gọi là bố em của nhà văn hóa của mình. Mày điên à, ý là 100% đi xuống thôi, con kia mày nghe chưa? Tất cả mua. Đây mọi người đây này. Trời ơi, đúng rồi, nhìn lên mọi người nhìn lên kìa. Cô, ôi chị chắc cái gì chị lên chứ. Đúng rồi, xong rồi. Anh không đúng không? Ủa mày đâm đờ. Ủa đấy. Yeah.
chị đọc đi. Ăn gì ăn gì. Mày đọc đi. Là 1.137.000 1 triệu 100 thôi á. Rất là rẻ luôn á. Ăn gì ăn gì. Hai chai thịt bò mèo, một salad, hai một hai chai thịt bò mèo có chéo mình uống ngay. Một lẩu chai lẩu tôm gà đá. Hai lẩu tôm gà. Quên đi. Một ớt, muối ớt, hai khoai tây chiên. Hỏi này thôi này. Thứ này. Bốn gà mới chai thứ hai thì. Chút là nhiều. Lúc nãy mình ngồi trước là hai chai xong một bình mới đến uống như một chai đúng không? Ba chai. Ba chai và tính tiền hai chai thôi. Đây được chiết khấu. Tiền còn lại là 1.090.000. Nếu mà chúng ta không được chiết khấu là sẽ phải mất 720.000. Chiết khấu 576.000. Huy ơi, có hóa đơn bảo không? Mang phải đi kia trả tiền này. Nhiều tiền quá à. Mẹ ơi, trả nợ đi, hết tiền muốn đồ rồi. Nợ 9 triệu mày đúng không? Nợ 9 triệu mày đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, nhớ rồi. Mẹ đường đường là mẹ mà chính thiếu tiền con. Chính 4 tăng chính. Mùi thoa thoa. Mẹ mày nghĩ là gì đến gửi tiền gì? Tiền trả nợ à? Đúng rồi. Chị nghĩ nặng cho em 500 nữa đâu. Em không 500 đâu nha. Tiền nợ em 1 triệu mấy thằng ấy. Quá thay nắng rồi. Em không hề nợ chị đâu. Ê, cái đoạn này có lên YouTube. Có rồi, hãy mua áo dùng mình đi. Tiền thì thán thở cho mày cái túi này đâu. Nhân viên mình nghe nào đấy mà thành người thật à. Cái này không phải tiền lương đâu nhé bạn. Cái này là tiền nợ thật. Này ghê nha, ghê nha. Ok, xin chào mọi người. Chúng ta sẽ kết thúc clip YouTube ở đây nha. Mọi người hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube của Hoàng Yến nha. Xin chào và hẹn gặp lại.